Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc Câu Hải Thì nội dung trong video này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà các bạn có thể tăng tốc độ khai thác Cái dự án mà BabyDot chúng ta khai thác cái đồng mà BAWS nè các bạn nè Thì BabyDot là một cái token khá là nổi tiếng rồi nha các bạn và đã khá là thành công rồi Hiện tại nó cho chúng ta khai thác cái đồng BAWS nè Ở trên Telegram nha các bạn Thì nó mới vừa mở cho chúng ta khai thác thôi Và mình đã có làm cái video hướng dẫn các bạn đăng ký khai thác rồi Bạn nào mà chưa biết cách đăng ký khai thác thì các bạn có thể xem lại video đó của mình nha, mình sẽ để video đó ở dưới phần game mình luôn nha các bạn. Rồi trước tiên mà nói về cái cách mà tăng tốc độ khai thác, mình sẽ cập nhật một chút thông tin về trang twitter của nó nha. Hiện tại trang twitter của nó đã có à, 2,3 triệu người theo dõi rồi, nó tham gia vào năm 2021 nha các bạn. Và khi mà vừa mới mở khai thác thôi các bạn, thì hiện tại dự án của chúng ta đã đạt à, à, vượt qua một triệu username rồi các bạn, một con số cực kỳ khủng khiếp nha các bạn. Đây nè. À, rất là nhanh nha chỉ sau là 8 giờ thôi các bạn mà đã vượt à, mốc là một triệu người khai thác rồi đây là một dự án khá là chất lượng mà các bạn không nên bỏ qua nha rồi và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đó là tăng tốc độ khai thác nha các bạn thì hiện tại chúng ta có một số cách tăng tốc độ khai thác như sau đầu tiên đó là chúng ta à, bấm vào cái phần bot này nè à, bình thường là chúng ta khai thác bằng tay nè chúng ta bấm vào phần bot này nè để mà nâng cấp lên nâng cấp hai à, cái này lên này các bạn nè đó là cái phần multi tab nè để mà chúng ta mỗi một lần chúng ta bấm chúng ta nhận được nhiều cái đồng mà cái đồng bao hơn nha các bạn và tiếp theo là các bạn nâng cấp cái rương nè cái rương tức là cái sức chứa các bạn cái sức chứa đây nè như của mình là 5.000 năm sức chứa nè các bạn nâng cấp lên nó sẽ tăng lên 6.000 sức chứa nha thì các bạn có thể nâng cấp để mà các bạn mỗi lần các bạn nhấn nè chúng ta sẽ nhận được nhiều cái đồng coi hơn nha rồi và cái cách tăng tốc độ thứ hai cũng là cái cách tăng tốc độ quan trọng nhất nha các bạn. Đó là các bạn bấm vào phần ơn nè và các bạn tiến hành nâng cấp những cái thẻ nha. Thì những cái thẻ này nó cũng giống như là dự án Hamster Combat đó các bạn. Đó là các bạn đi nâng cấp những cái thẻ này để mà tăng tốc độ cao thế nha. Thì ở đây nó có hai phần, cái phần mai kẹt nè và cái phần new kẹt nè cái phần mai kẹt á, là những cái kẹt nào mà các bạn mở rồi nó thì sẽ nằm ở đây còn cái phần nêu kẹt á, là những cái kẹt mà các bạn chưa mở những cái kẹt mới ra nó sẽ nằm ở đây tức là những cái thẻ mới nó giống y chang như dự án Hunter combat không khác gì luôn nha các bạn thì để mà nâng cấp á, thì các bạn bấm vào một cái một cái thẻ bất kỳ nha ví dụ mình bấm vào thẻ này thì các bạn có thể bỏ ra 27.000 cái đồng bao là 27.500 cái đồng bao và chúng ta sẽ cộng thêm đó là 1.137 cái đồng bao khai thác cho một giờ nha lợi nhuận mỗi giờ đó các bạn thì các bạn bấm vào chữ nâng cấp bên dưới nào đây ví dụ mình nâng cấp nè. Đấy là chúng ta sẽ non cái lợi nhuận mỗi giờ Cái lợi nhuận mỗi giờ là nó nằm ngay chỗ này nè à. Đây như của mình là có 16.200 cái lợi nhuận mỗi giờ Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ mình sẽ non cấp một cái khác lên để cho nó tăng cái lợi nhuận mỗi giờ Cho các bạn thấy nha Đây ví dụ mình non cấp cái thẻ này lên nha các bạn đây nó sẽ tăng lên 16.800 cái lợi dụng mỗi giờ nè. Đấy, nói chung những cái thẻ này các bạn có bao nhiêu xu các bạn nâng cấp hết lên cho mình. À ở thời điểm mới bắt đầu thì các bạn nâng cấp lên để mà các bạn có cái lợi thế để mà khai thác được nhiều hơn nha các bạn. À, chúng ta nâng cấp lên một cái mức độ nào đó rồi chúng ta có thể là tích xu lại nha các bạn. Nói chung là nó giống y chang như dự án hamster Combat luôn, không khác gì luôn nha các bạn. Các bạn cứ việc có xu là các bạn nâng cấp những cái thẻ này lên. Rồi tiếp theo một cách tăng tốc độ tiếp theo đó là các bạn bấm vào cái phần phỏt để đi mời bạn bè nha các bạn. Thì à, mỗi một người các bạn mời được á, các bạn sẽ nhận được 5.000 cái đồng cái đồng mà bao nha các bạn. Và à, bạn bè của các bạn mà có sử dụng gói Telegram Premium á, thì các bạn sẽ nhận được 25.000 cái đồng bao nha các bạn. Và à, nếu mà các bạn đăng ký dưới đường link của mình á, khi mà các bạn đăng ký á, các bạn sẽ nhận được 25.000 à, cái đồng bao nha các bạn. Và mình sẽ để cái đường link đăng ký bên dưới phần ghi bình luận các bạn có thể click vào để mà đăng ký nha. Rồi tiếp theo có một cách nữa để mà các bạn kiếm thêm cái đồng bao đó là các bạn bấm vào cái phần tát nè. Khi mà các bạn bấm vào phần tát ở đây thì ở đây nó có cái nhiệm vụ là điểm danh hàng ngày nè. Mỗi một ngày các bạn vào đây các bạn claim mỗi một ngày nha các bạn. Đấy. À, rồi, à, tiếp theo đó là các bạn có thể join vào trang uh, Telegram của nó để kiếm thêm 5.000 cái đồng uh, cái đồng bao nè. Và các bạn join vào trang uh, đó là trang Twitter của nó cũng để kiếm thêm 5.000 cái đồng bao nè cái quan trọng nhất là các bạn vẫn phải là nâng cấp nha cái phần ơn nè cái quan trọng nhất các bạn vẫn là phải nâng cấp để mà nó khai thác tự động khai thác nha nói chung nó khai thác thụ động đó các bạn mỗi một lần các bạn đăng nhập vào các bạn chỉ việc bấm cờ là nhận thôi nha các bạn đây nè khi mà các bạn nâng cấp lên đó thì mỗi một lần các bạn vào đăng nhập vào các bạn chỉ việc bấm vào nút ok là nó tự động khai thác luôn nó tự động chúng ta nói chung là khai thác thụ động đó các bạn và cái này hình như là nó cũng giống như cái thằng đó là cái thằng Hamster Combat là cứ 3 tiếng đồng hồ các bạn vào bấm nhận một lần các bạn đừng để quá 3 tiếng là được nha các bạn rồi và đây là một kèo cực kỳ chất lượng và mới ra chỉ mới ra khoảng vài giờ thôi mà nó đã vượt một triệu người đăng ký khai thác rồi nha các bạn cho nên các bạn không nên bỏ qua cái kèo này nha và cái đường link đăng ký cũng như video hướng dẫn mình sẽ để bên dưới phần ghi mình luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.